Con gì vậy nói? Sao vậy? Tự nhiên con rờ rờ nổi, con làm nổi hết hồn. Mai là ba ngày đêm cho tao cho chết chết tao tưởng ma. Con đụng nổi rất là bình thường á, tại nội đang chăm chú. Nội rình cái gì vậy? Nội rình cái gì? Nội nói cho con biết nè. Ông Đình bác Hoàng. Sao bác Hoàng hôm nay nhìn Buồn quá phải không? Nó đang thất tình. tình hả? Đó, thấy chưa? Bởi vậy con nói là cái ngày này trước sau gì nó cũng tới. Con không có tin là chị Hà chỉ là yêu bác Hoàng một cách thật lòng. Tại vì bác Hoàng già quá mà. Già quá mà yêu chị Hà, già quá là trẻ trung. Cho nên là con nghĩ là hai người này đang có một cái xích mích gì đó nên dẫn tới cái chuyện chia tay, đúng không nội? Không phải thì cũng đúng là nó trẻ, nhưng mà thằng Hoàng nó lớn tuổi, nhưng mà không phải tụi nó chia tay gì đó, mà chia tay gì nào nguyên. Xảy ra cái chuyện là do Hoàng nó tặng cho con Hà chiếc vòng mà nó giận. Trời ơi, tặng quà mà giận Thì đó, gì kỳ cục vậy? Nội tặng con đi, con không bao giờ giận đận. phải đâu, có nguyên do, không phải là tặng không nha chị nè. Cái vòng đó là của con Lan, và thằng Hoàng nó lấy nó tặng cho con Hà, cho nên con Hà nó giận là lý do đó. Vậy giận đúng rồi nội ơi. Ai cái vòng của người chết tự nhiên đem đi tặng cho người sống vậy, kỳ cục Hoàng à. nói đi cũng phải nói lại, mặc dù cái vòng đó là mua tặng con Lan, nhưng mà con Lan chưa kịp đeo, nó còn mới tin là nó đã mất rồi, hiểu chưa? Nhưng mà lỗi đây là cũng một phần do nội, khi mà nói chuyện với con La với con Hà đó là toàn là bà nội với Hoàng nhắc lại cái chuyện cũ, cái chuyện hồi vợ vợ trước của nó lạng la khi còn sống này kia kia nọ, cho nên đó, con Hà nó buồn buồn, hiểu chưa? Có nghĩa là có mặt nó đây mà toàn là nhắc vợ cũ không, nó buồn đó. À, nội ơi con bận quá là con phải đi. Nghĩ đi, nghĩ lại, trong cái chuyện này mà hàn gắn được hay không là còn. Nội thấy chỉ có một mình con mới có cái khả năng này thôi. Bởi vậy con biết trước rồi, con bỏ đi cũng không yên được với nội nữa. Cái chuyện này đâu liên quan gì với con. Không có liên quan. Bây giờ liên quan nè, bây giờ nội năn nỉ con giúp được cái nội, con đi gặp cái nhà là con có tình là như thế nào con nói cái nội biết sao không? Tại vì Hà mà nó về đây nó làm dâu thì nó là má chồng của con, đúng không? Đó thì má chồng và nàng dâu xem tuổi với nhau thì hai đứa có thể nói chuyện tâm sự như một người bạn, chứ còn nội lớn tuổi quá, nội nói hiểu không, trên là tuổi tác nó không có hiểu nhau, cho nên tâm sự nội nhiều con qua bển là cái cầu nối, hiểu chưa? Thì chị Hà về đây, chị Hà cũng làm dâu của Thì đúng rồi, người làm dâu của nội như là ba chồng của con, nội. hai đứa gan ngang tuổi với nhau, những tâm lý phụ nữ trẻ hơn, con hiểu Thật luôn á. không? Tại nội á, Thì tại nội nội cũng biết rồi, cái tính con mà thẳng thắn lắm, rất là thẳng thắn. Cho nên là nhiều khi á, con nghe cái chuyện gì đó mà con chỉ nghe phân nửa thôi, mà gặp cái tính con, cái tính xấu là hay nghĩ xấu cho người ta nữa. Nên là con sẽ làm ra những cái chuyện hay là những cái hậu quả gì đó. Bây giờ nội nhờ con như vậy á, có chuyện gì nội không được trách con đâu á. rút kinh nghiệm mấy lần khác, cái mấy lần trước mình xấu xa xấu xác, thì kỳ này mình nghe cái chuyện gì rõ ràng đàng hoàng, mình hiểu đầu hiểu đuôi rồi mình đã về nói cho người khác biết, hiểu chưa? Dạ. Rút kinh nghiệm không chứ đừng có ngay phân nửa để nghĩ người ta xấu. Dạ. Vậy mà nói nghe. Nè bé Hà, ngoại nói con nghe nè. Ngoại biết rồi, vì là ngoại đã nhận được số thiệp con gửi lên rồi đó. Con yên tâm đi, con cứ bạn con tới á, con cứ nói là tụi nó nói tên đi. Cái ngoại thấy tên nó là ngoại đưa cho nó à, biết không? Đúng đúng rồi. Với lại con nhớ nói mẹ con á, là phải mời họ hàng hai bên cho đầy đủ nha, không đừng có để thiếu sót ai hết. Ừ, mà xong rồi là nhớ chụp hình đám cưới áo cưới gì gửi lên cho ngoại coi với nghe. Ngoại biết rồi, nhớ rồi. Cái vụ bạn con cứ tới nói tên là ngoại biết rồi, thôi nha. Trời ơi, không ngờ cái bà Hà này hôm nay mình vô tình mình đi ngang qua đây mình mới nghe được cái sự tình như thế này. Không ngờ bà dám đi làm đám cưới trước rồi muốn ăn À, cơm hết rồi. Về cái đứa nào vậy bay? Con tới lấy tiệm đám cưới phải không? Vô đây vô đây vô đây dạ vô đây con. Dạ
tới lấy tiền đám cưới chứ gì, tên gì nói lại đưa cho. Dạ con tên, dạ tên bé. Tên bé hả? Tên bé. Ủa sao kỳ vậy ta, không có tên bé ở đây, con nhỏ này chắc nó quên rồi. Rồi. Ủa, ủa, không sao đâu. Để ngoại gọi điện thoại. Dạ, dạ không sao đâu. Để bữa khác con ghé cũng được. Con xin phép con đi về trước nha. Vậy con gọi điện trực tiếp nó, nhắc nó đi nha. Dạ dạ con sẽ gọi điện, con sẽ gọi rồi, điện. Rồi, dạ. Đi tên con. Dạ, vô. Con đi nha mọi. Dạ. Trời đất. Bạn của con Hà. Sao có đứa gì mà lật đật như thằng lát phong à? Hơi. Không biết còn đứa nào nữa đây, cả sắp rồi mà không biết tới nào tới nữa. Không biết con nhỏ này đi đâu bển sao mà lâu quá, tôi uống hơn hết bình tràm nó cũng chưa về nữa. Không biết sao nữa đây. Nội ơi, tôi chết rồi nội ơi. Tôi chết rồi. Trời ơi, con nói quá, con nói đó bây giờ con không biết phải làm sao. Bé ơi, bé, cái gì mà mới đi vậy mà tống báo chết. Chết rồi, chết thật rồi. Trời ơi, không lẽ mà tôi nói vậy mà tiểu mạng như vậy. Đâu có chuyện, đâu có gì đâu, con từ từ nói chứ cái gì để mà mới đây mà tự giận chết. Trời ơi. Trời ơi, à, đang nói chuyện gì vậy? Con Hà nó chết rồi con ơi. Ai nói? Con mới nói. Con nói là chết rồi chứ con đâu nói là chị Hà chết đâu. Nhưng mà cái chuyện này nó còn kinh khủng hơn nữa. Tại vì nó không phải là cái chuyện tự tử của chị Hà, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới người khác. Và người đó chính là bác Hoàng. Và bác Hoàng có thể là người sẽ đi tự tử đó. Con nói gì vậy? Không đâu. Chuyện gì? Chuyện gì? Nội phải bình tĩnh nha. Bình tĩnh nha. Nhưng chị Hà sao? Chị chuẩn bị đám cưới với người khác. Nội con mới nói thôi mà. Chị Hà chị chuẩn bị đám cưới với người khác. Trời ơi, con Hà chuẩn bị đám cưới với người khác. Trời, cái tin này mà thằng Hoàng nó nghe là nó chết thiệt. Nhưng dạ. Mà nó nghe sao vậy? Tại sao gì cái gì mới giận thằng này một cái đùng trong vòng một nó nhạc là cưới thằng khác là sao? Thì bởi vậy ra, con cũng sốc nè. Thì ra con Hà nó lợi dụng thằng con bác. Chứ nó thương yêu gì đâu. Ôi nó trẻ quá mà, trong khi thằng này nó già quá mà là sao yêu thương gì được. Bỏ nó... thằng này cái lấy thằng khác liền. Trời ơi. Nó biết sao không? Sao? Con đi qua bên đó thì vô tình con gặp bà ngoại của chị Hà. Rồi sao? Đang ngồi trước cửa luôn. Mà biết đang ngồi trước cửa đây làm gì? Làm gì? Để phát thiệp cưới. Yeah. Thiệp cưới của chị Hà. Xong rồi bà ngoại gặp con, bà ngoại còn nói là ủa cái thiệp của con hình như con Hà nó quên ghi, nó còn để dưới quê á. Thôi để nó ghi sao rồi người ngoại đưa ra cho con. Có nghĩa là đám cưới ở dưới quê là giấu giếm đó, không dám đãi lên đây sợ mình biết đó. Quá trời quá đó, cái con này là cái kẻ đi lừa gạt, lừa dối tình cảm của người khác. Không được, bây giờ phải đi qua nhà con Hà. Nội sẽ làm rõ chuyện này mới được. Qua đó làm chi? Trời ơi, cái chuyện này qua đó làm chi nữa? Trời ơi, nó thương yêu con trai của bà. Bây giờ nó vừa giận xong nó đám cưới khác, bà phải bơm dạch mặt nó chứ. Nội ơi, nhưng mà có gì từ từ bình tĩnh giải quyết nha nội. Cái chuyện này là sao bình tĩnh được? Cái chuyện này phải làm liền con ơi, phải đi liền mới được. Nội ơi, nội chờ con với. Qua bà phải dạch mặt nó nè. Nội. Mấy cái đứa này hẹn mà sao tới trễ quá, chắc là kẹt xe rồi chứ gì. Ui. Nội. Chị kia. Nội. Đứng đây. Ủa, chị đâu á? Chị. À, chị là bạn. À, không không, chị là bà nội của bạn con Hà phải không? Tới lý thiệp phải không? Tên gì? Nó tên Thượng. Tên Thượng hả? Có. Có, mà tên Thương chị ơi, không có Thượng. Trời đất ơi, mời thiệp mà cũng ghi sai chứ tên người ta là sao? Trời ơi, chị ơi, thì nó mời nó ghi sai, nó lỡ quên bỏ dấu thì để nó ghi lại thôi chứ đâu có gì đâu chị. Trời đất ơi. Nội bình tĩnh đi nội, có gì từ từ giải quyết, đừng có làm lớn chuyện nha nội. Trời ơi, bây giờ không làm lớn chuyện chừng nào mới làm lớn chuyện hả? Nè chị kia, mời thiệp đi đám cưới á, ghi sai thì ghi lại. Mà thấy chị thấy khó khăn quá thì thôi đừng có đi, mà không đi thì khỏi tốn tiền chứ có cái gì đâu. Nè chị, tôi nói chị nghe, chị nói chị biết người trước, người nhỏ, người trên, người dưới nghe. Chị có biết tôi là ai không? Hả? À, chị biết thằng Hoàng không? Thằng Hoàng là thằng nào, chị là ai? Trời ơi. Đất ơi, con thấy chưa? Không có coi gia đình mình ra gì hết. Nó quen với thằng Hoàng thân tình như vậy. Dạ. Bà bây giờ còn giấu người lớn, không biết quá thằng trời Hoàng là ai. Bây giờ tôi không biết, tôi không cần nói nhiều. Ô Hà đâu? Chị kêu nó ra đây. Tôi nói chuyện với nó. Nó đi về quê rồi. Mà chị là ai mà tới đây chị hung dữ quá vậy? Trời ơi, như đi một cú tát vô mặt gia đình của mình.
Trời ơi, bây giờ đám cưới con Hà đúng không? Đúng rồi, thì đám cưới con Hà. Cái hồi mà để dắt về đó là nó con nhỏ này không có đàng hoàng rồi. Dạ. Bây giờ quê tính bắt cá hai ba bên. Đó. Dạ. Không người đàng hoàng nào, đám cưới này đám cưới kia. Dạ. Nè, trời ơi, chị gì? Kia. Cái gì? Tôi nói cho chị biết, chị có thể xúc phạm tôi. Nhưng mà tôi cấm chị không có được xúc phạm cháu ngoại tôi, nghe chưa? Trời ơi, cháu chị bộ lớn sao tôi không bị xúc phạm? Nó đối xử với con tôi như thế nào? Tôi đi thưa công an bây giờ đó. Chị thưa đi, tôi hầu đó. Chị kêu nó ra đây. Nó đi về quê rồi. Ủa có chị, con thưa bác. Con ủa bé. Con chuyện gì vậy? Nè, bây giờ nè, cuốn ngoặt một lời con, giờ con nói đi. Con nói cho bà già này biết là con quen với bà già này hay không? Ê. Hả? Mà bà già này là ai? Dĩ nhiên là con biết bác rồi. Ừ. Bác là mẹ của anh Hoàng. Dạ, dạ. Còn đây là ai? Ờ, bác ơi, đây là vú, vú nuôi con từ nhỏ tới lớn đó bác. Trời ơi, bởi vậy bà ngoại thì nói đại bà ngoại đi. Bị giặt là vú vú, chị thì cũng kỳ. Đám cưới mà làm như vậy là không có được, không có tôn trọng bà nội ở đây rồi. Bây giờ sao, đây là vú hay là bà ngoại? Dạ đây là vú. Vú ơi, đây là mẹ của anh Hoàng đó vú. Hoàng nào? Anh Hoàng bạn trai con đó. À, ủa vậy hả con? Ủa dạ, rồi con đám cưới Hà này là đám cưới Hà nào? Đám cưới Hà nào? Rồi Hà nào đứng đây? Hà nè, nào? Hà mà ở trong cái thịt cưới này nè. Chị ơi, vậy là chị lộn rồi. Đây là Hà cháu ngoại tôi ở dưới quê. Còn cái đây là Hà là cô chủ của tôi. Ủa mà làm sao vậy bác? Con giờ, nãy giờ con vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra luôn á. À, dạ. Là sao? Dạ, vậy như vậy thì có nghĩa là chắc là con nghe lộn nữa rồi đó nội. Nhưng mà rõ ràng tại lúc đó con đứng đây con nghe rồi kêu Hà rồi kêu Hà đám cưới rồi lo mọi chuyện rồi lo món ăn như thế nào rồi ngoại sẽ lo cho con tùm lum. Đúng rồi, cháu ngoại không kêu ngoại chứ không kêu Hà chứ kêu gì. Tao đặt tên giống nhau chi cho nó lộn. Trời đất ơi. Thì cha con bé nó hiểu lầm. Bác cứ sợ con có chuyện gì thằng Hoàng nó trách bác. Dạ. Thì giờ bác cái vụ mà cái dòng bác xin lỗi con, bác cũng không có tế nhị nữa. Bây giờ bác hứa với con là khi nào có mặt con thì bác sẽ không có nói tên cái người đã khuất mặt rồi. Bác hứa với con. Cái dòng bố con kể với vú á. À, tôi cũng có nghe cô Hà cô nói rồi. Rồi tôi cũng nói với cô là không có gì đâu. Coi như là ăn thua là ở tấm lòng của người ta gửi mình thôi, không đúng có chuyện gì hết. Chị nghĩ vậy là đúng, tôi cũng có gì nhưng mà tại lúc nào tôi cũng thương con dâu mà đã mất của tôi. Đó rồi tôi nói thì nhiều khi nè, cái này nó còn trẻ người non dạ, nó không hiểu nên nó hiểu lầm tôi chứ sự sợ tôi cũng ghét bỏ gì nó. Thôi nói chung là cái chuyện này mình cũng hiểu lầm thôi, cũng đừng giận tôi nghe, tôi lớn tuổi, tôi cũng hồ đồ chưa biết rõ trước sau. Một hai là con này nó nói cho tôi nuôi giận, tại vì nó đang quen con trai tôi mà nghe đám cưới rồi tôi tưởng nó bắt cá hai tay. Cũng không có sao đâu, cái này cũng lỗi tại tôi cũng lớn tiếng với chị quá, cho tôi xin lỗi. Thôi kệ, có gây gỗ mới thành người nhà ha chị ha. Dạ. Vậy thôi bây giờ nhân tiện đây á, thì sẵn gặp chị với cháu đây thì tôi cũng nói để gửi thiệp đám cưới, mời chị với cháu về quê để mà chung cưới. Vui với ăn đám cưới với gia đình tôi luôn cho được. Đưa thiệp là tôi đi liền à. Dạ dạ chưa, để về nói cháu ngoại tôi nó ghi thêm tên, nó điền tên vô cái đã rồi. Ủa vậy nói gì vậy, con qua đây con nghe lộn xong rồi phải đi đám cưới bù tiền lại cho người ta hả?